Dự án sẽ tiến hành tu bổ 31 ngôi nhà của các hộ dân ở khu phố cổ và 3 khu nhà chợ ở phố cổ Đồng Văn với mức đầu tư trên 66 tỷ đồng. Việc tu bổ dựa trên bản thẩm tra thiết kế, bản vẽ kỹ thuật và dự toán đầu tư xây dựng. Người dân sẽ đóng góp 20% kinh phí cùng nhà nước thực hiện việc bảo tồn, sửa chữa nhà cổ. Các hộ dân cũng cam kết sau khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng, sẽ cùng với nhà nước bảo tồn ngôi nhà nhằm phục vụ khách tham quan du lịch, phát hủy giá trị di tích trên vùng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Đối với việc trùng tu tôn tạo khu chợ phố cổ Đồng Văn, trước đó trong tháng 8 năm 2013, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn đã tiến hành cải tạo, lát lại các bậc tam cấp tại khu vực chợ mà không làm ảnh hưởng đến tổng thể kiến trúc của khu phố cổ này.